chăng là bướm anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó.
mang giày, đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Cho quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Hiền hoa ơi dừng đây thôi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày, đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Cho quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Cho quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Và hiện nay cũng đã đến giờ đẹp để tổ chức cử hành hôn lễ cho Võ Dương Ngọc Yến và chú rể Hoàng Trung. Xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình ông bà Cường Oanh, tôi xin phép được tuyên bố lễ thành hôn của cô dâu Ngọc Yến và chú rể Hoàng Trung xin phép được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Kính thưa toàn thể các cụ ông cụ bà quan viên đại họ, xin thưa đến toàn thể quý vị rất thích quý có mặt tại ngày vui hôm nay. Nhờ phúc ấm của tổ đường, gia đình ông bà Cường Oanh có sinh hạ được cô dâu Ngọc Yến, và nhờ phúc ấm tổ đường, gia đình ông bà Hòa Hương có sinh hạ được chú rể Hoàng Trung. Qua quá trình tìm hiểu, đôi bạn trẻ đã đem lòng yêu thương nhau và báo cáo lại với đôi bên gia đình. Được sự nhất trí của đôi bên gia đình và chính quyền địa phương sở tại, hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2020, tức ngày 2 tháng 10 năm Canh Tí, gia đình ông bà Cường Oanh và gia đình ông bà Hòa Hương long trọng tổ chức cử hành hôn lễ cho cô dâu Ngọc Yến và chú rể Hoàng Trung. Thay lời cho ban tổ chức gia đình, tôi xin rất được trân trọng giới thiệu diện đại diện cho gia đình quan viên của họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay, đó là bác Long. Xin một tràng pháo tay với sĩ diện của bác Long đại diện cho gia đình họ nhà gái. Về phía gia đình quan viên họ nhà gái có phụ thân và phụ mẫu là ông bà Cường Oanh sinh ra cô dâu Ngọc Yến, cũng như có các cụ ông cụ bà, các bác các cô, các chú cậu mợ chú dì, các anh các chị và quý vị đến quý có mặt đông đủ của buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay của xuân họ nhà gái. Xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị ạ. Về phía gia đình quan viên họ nhà trai, thay lời ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng giới thiệu diện đại diện cho gia đình họ nhà trai, đó là bác Châu. Xin một tràng pháo tay với diện của bác Châu đại diện họ nhà trai. Kính thưa toàn thể các cụ bà quan viên họ, xin thưa đến toàn thể quý vị. Sau đây thay lời cho ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng kính mời và giới thiệu bác Châu là trưởng đoàn gia đình quan viên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Vâng, xin phép đến đại gia đình xuân họ nhà gái chúng ta. Vâng, có lời phát biểu là xin phép đến đại gia đình họ nhà gái để xin phép được đón cô dâu. Trân trọng kính mời bác Châu. Kính thưa các cụ trên tổ đường, kính thưa toàn thể các cụ các ông các bà đại diện cho hai họ bốn bên có mặt trong ngày vui hôm nay. Sau một thời gian dài tìm hiểu, hai cháu Trung và cháu Yến từ tình bạn trở thành tình yêu, và các cháu đã quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng thuận của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương, hôm nay gia đình ông bà Hòa Hương và ông bà Cường Oanh long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai con của mình. Được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai có mặt tại buổi lễ thành hôn hôm nay, cho phép tôi được gửi tới tất cả các cô, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ vu vi của cháu Yến ngày hôm nay lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc cho hai cháu thành công tốt đẹp.
Kính thưa các cụ công các bà, cũng theo thuận thuận quy luật tự nhiên, trai lớn thì lấy vợ và gái lớn thì là chồng. Các cháu trai chơi vợ theo quy luật của tàu hóa, các cháu quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng thuận của hai bên gia đình, hôm qua chúng tôi cũng đã làm tất cả các cái nghi lễ theo phong tục tập quán của địa phương, và hôm nay có xin lễ cơ sầu đến để thưa chuyện với gia đình ông bà Cường Oanh, xin phép cho cháu Yến được về làm dâu con ông bà Hòa Hương tới dự, và cùng với đoàn chúng tôi đi đón cháu Yến về làm dâu con Hòa Hương. Hôm nay tôi xin trân trọng được giới thiệu gồm có tôi là Châu, tên là Châu, là trưởng đoàn, là vai ông của cháu, và bà Chi làm phó đoàn, có chú Hoan là chú của cháu, thím Hương là thím của cháu, bà Liên là bà dì của cháu, bà Thanh là bà dì của cháu, và có chú Chuyển là chú của cháu, thím Nghiệp, bác Vân, ông Cư là ông của cháu, chú Sơn, chú Thắng, cô Hà, cô Hồng. Xin báo cáo với các cụ công các bà như này, thành phần chúng tôi đều hôm nay ở đây cũng xin thưa vắn tắt như này, có đầy đủ tất cả bên nội bên ngoại, các ông các bà cũng như là một số bạn bè của cháu cũng cùng có mặt để hôm nay đến đây thưa chuyện, cũng là xin phép để được đón cháu Yến về làm dâu con ông bà Hòa Hương. Thì một lần nữa cũng thay mặt cho đoàn nhà trai xin phép đoàn nhà gái để cho chúng tôi được làm tiếp theo, làm các thủ tục xin cháu Yến về làm dâu con Hòa Hương. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của phái đoàn họ nhà gái cũng như quan viên gia đình họ nhà gái đã long trọng đón tiếp đoàn chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn bác Châu là trưởng đoàn của gia đình quan viên của nhà trai vừa có lời phát biểu trong buổi lễ thành hôn của đội bạn trẻ. Sau đây thay lời ban tổ chức, tôi xin phép được trân trọng kính mời và giới thiệu. Vâng, bác Long là trưởng đoàn của gia đình quan viên họ nhà gái sẽ thay lời cho gia đình họ nhà gái có ý kiến phát biểu cũng như giới thiệu. Vâng, người đỡ cơi trầu xin đón cô dâu của gia đình quan viên của họ nhà trai. Xin phép được trân trọng kính mời bác Long ạ. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô bác và các gia chị của đoàn nhà gái. Kính thưa các cụ công các bà, cô bác và các gia chị của đoàn nhà trai. Thì qua ý kiến của ông Châu, thay mặt cho trưởng đoàn nhà trai và cũng được sự ủy quyền của gia đình ông bà Hòa Hương cùng với các cụ công các bà, cô bác và các gia chị của đoàn nhà trai để đón cháu Ngọc Yến về làm dâu con gia đình nhà chồng. Thì cũng xin được báo cáo với các cụ công các bà, cô bác và các anh các chị của đoàn nhà trai là thành phần của đoàn nhà gái chúng tôi coi như là ngồi trong khán phòng hôn lễ để đón tiếp các cụ công các bà, cô bác, các anh các chị của đoàn nhà trai. Thì gồm có đây là ông bà thân sinh ra cháu Yến, còn bên cạnh hội thứ tư là hai cụ Quý Như là thân sinh ra ông Cường, và ngoài ra thì có các cụ, các ông, các bà, các bác đại diện cho bên nội, bên ngoại của gia đình ông Cường Bảo Anh cùng ngồi để đón tiếp các cụ, công, các bà, cô bác và các anh chị của đoàn nhà trai. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu là bà La, phó đoàn của nhà gái đi đưa dâu sẽ nhận cái cơ trầu xin của nhà trai để trình báo gia tiên bái, cho các cháu bái lễ tổ đường và đón cháu Ngọc Yến về làm dâu con gia đình. Sau đây xin trân trọng và giới thiệu và kính mời bà La lên nhận cái lễ cưới chồng. Xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình quan viên của nhà trai sẽ trao cây trầu xin đón cô dâu cho gia đình và nhà gái. Xin
xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị được không ạ? Và báo cáo với toàn thể các cụ của bà quan viên đại họ, xin thưa đến toàn thể quý vị là trong cây trầu xin đón cô dâu của đại gia đình quan viên của nhà trai có đầy đủ nghi lễ trầu cau và đặc biệt là phong tục tập quán của người dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là 9 bỏ làm 10, có 9 đồng tiền và gia đình họ nhà gái chúng tôi sẽ bỏ thêm 1 đồng tiền để làm vốn cho các cháu. Vâng, cô dâu chú rể về sau cũng xin được báo cáo với toàn thể quan viên đại họ. Và kính thưa toàn thể các cụ của bà quan viên đại họ, xin thưa đến toàn thể quý vị, ngay sau đây xin phép quan viên đại họ cùng với toàn thể quý vị là cho phép chú rể vào đón cô dâu ra để vâng trình đến hai họ cũng như thắp hương kính bái tổ đường. Trân trọng mời chú rể ạ. Trong khi chú rể vào đón cô dâu thì xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc phúc cho toàn thể các người hôm nay ạ. Và kính thưa toàn thể các cụ của bà quan viên đại họ, xin thưa đến toàn thể quý vị có mặt tại ngày vui. Các cụ nhà ta cũng có câu: công cha thì như dưới Thái Sơn, ghế mẹ trong như nước trong vườn chảy ra, cây cỏ hoa lá thì từ đất mà ra. Trong mỗi chúng ta ngồi đây ai cũng có ông bà tổ tiên và cội nguồn. Chính vì thế một phần nghi lễ không thể thiếu được cô đôi bạn trẻ là xin phép đến toàn thể quan viên đại họ cùng với toàn thể quý vị cho phép chú rể và cô dâu được lên thắp hương kính bái tổ đường. Xin mời đôi bạn trẻ. Vâng, xin được mời gia đình ông bà Cường Oanh hãy giúp cho đôi bạn trẻ để thắp hương trình gia quyến. Và kính thưa toàn thể quan viên em họ, vì điều kiện thời gian cũng không cho phép, vì thế là cũng xin phép đến toàn thể các cụ bà quan viên em họ cùng với toàn thể quý vị ít phút nữa bác trưởng đoàn nhà trai cùng với chú rể và các thành viên trong đoàn đại biểu sư đoàn nhà trai xin phép được đón cô dâu. Vì thế là xin phép đến quan viên em họ là cho phép chú rể và cô dâu cũng như gia đình sư đoàn nhà gái xin được trở lại sân khấu để chụp một vài bức hình làm lưu niệm trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu. Và kính thưa toàn thể các cụ bà quan viên đại họ, xin thưa đến toàn thể quý vị, sau đây xin mời chú rể và cô dâu hãy cúi chào đến toàn thể khách quý và quan viên đại họ có mặt trong ngày hôm nay. Xin mời đôi bạn trẻ, xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, đúng thật là xuân về thì cho lúa thêm xanh, cho may gặp chúc thì cho anh gặp nàng, xuân về thì vui xóm vui làng, vui đôi bạn trẻ thì thắm tình duyên đôi, mà đẹp như hoa trúc hoa mai cũng đẹp thắm hơn hoa nhài, hôm nay hé nở chờ ai? Chờ anh Hoàng Trung hái bông hoa rất là tuyệt vời đấy toàn thể quý vị, rất quý ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui hôm nay trước khi cô dâu lên xe hoa về với đại gia đình quan viên của họ nhà trai
thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng lại sân khấu. Đó là trước khi lên xe hoa về với gia đình Hòa Nhà Trai thì phụ thân và phụ mẫu của cô dâu Ngọc Yến sẽ trở lại sân khấu. Trước tiên là chụp với chú rể và cô dâu một bức hình làm lưu niệm, và cô phụ thân và phụ mẫu cũng có món quà gửi tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông bà Cường Oanh ạ. Vâng, đề nghị ông bà dắt tay nhau trở lại sân khấu ạ. Vâng, cách đây mấy chục năm mà hai ông bà cùng dắt tay nhau trở lại sân khấu, nhưng bây giờ ngày vui của hai con. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà. Xin nhờ nhiếp ảnh gia hãy ghi khoảnh khắc thật là tuyệt vời của gia đình ông bà Cường Oanh. Đề nghị gia đình cười thật tươi ạ. Vâng. Xin được trân trọng kính mời ông bà Cường Oanh hãy trao quà cho cô dâu Ngọc Yến và chú rể Hoàng Trung. Xin được trân trọng kính mời. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mái như đông lúa chiều dì sao, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Vâng, xin kính thưa tất cả các cụ ông các bà, các quý vị tân quý khách của xuân họ nhà gái, thì trong ngày hôm nay chúng tôi được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai cho phép đến để dâng lễ xin dâu. Đến giờ phút này thì cũng xin báo cáo với các cụ ông các bà như thế này, thì các cụ người ta từ ngày xưa có câu rồi, trong một năm để ra chọn được cái tháng tốt, tháng này chọn cái ngày, ngày chọn được giờ, thì giờ hoàng đạo đã đến. Cho tôi xin phép được đại diện cho xuân họ nhà trai xin phép được đón cháu Ngọc Yến về làm dâu con ông bà Hòa Hương. Trước khi lại nhà, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tới các cụ công các bà cũng như các quý vị tân quý khách của xuân họ nhà gái đã có mặt trong ngày vui hôm nay của hai gia đình chúng tôi. Xin chúc các cụ có một bữa tiệc thật ngon mặt, ngon miệng. Chúc các cụ, các ông, các bà luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Chúng tôi xin phép được lại nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ
sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, một thay có con lợn quay, rồi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình không tính đi thôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ bốn bên có mặt trong ngày vui của hai cháu Trung và Yến ngày hôm nay. Hôm nay được sự đồng thuận của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương, hai gia đình ông bà Hòa Hương và ông bà Cờ Oanh long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vừa rồi đoàn chúng tôi đã sang làm thủ tục xin dâu và cũng đã chứng kiến lễ tổ chức vô quy tại gia đình họ nhà gái rất là long trọng. Hôm nay ngày đẹp tháng tốt, gia đình ông bà Hòa Hương cũng thể tổ chức lễ thành hôn cho hai con của mình. Cho phép tôi đứng đây trên có tổ đường xin gửi tới các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ bốn bên cùng toàn thể quan khách có mặt trong tư gia của ông bà Hòa Hương lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính thưa các cụ, các bà, vừa rồi tôi cũng xin báo cáo sơ bộ là đoàn chúng tôi đi đón dâu là hơn 9 giờ và đến gia đình nhà gái thì cũng nhà nàng cũng ở cạnh nhà tôi thôi, cũng không xa thôi gì lắm cả, rất là thuận lợi. Mặc dù là trời có tí chút gió chút mưa nhưng mà cũng làm cho chúng ta thêm ấm lòng cả đôi họ. Tôi cũng xin được phép báo cáo chúng tôi đi nơi về trốn mà được sự đón tiếp rất là nồng nhiệt của gia đình của nhà gái, tạo mọi điều kiện cho chúng tôi làm cái thủ tục để xin dâu về tới gia đình bây giờ phút này. Nên một lần nữa cũng là xin cảm ơn gia đình họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ chúng tôi hoàn tất các cái thủ tục rồi đón được cô dâu Hoàng Yến về tới tư gia của Hòa Hương. Và ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời ông đại diện họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu ở đây. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ông và xin cảm ơn kính chúc sức khỏe tất cả các quý họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và các anh chị, kính thưa các vị khách quý của gia đình nhà trai, cũng nhờ mái ấm tổ đường gia đình ông bà Hòa Hương sinh hạ được cháu Hoàng Trung và cũng nhờ mái ấm tổ đường ông bà Cờ Oanh sinh hạ được cháu Ngọc Yến, cũng trải qua quá trình nuôi các con khôn lớn trưởng thành trên bước đường học tập công tác, các cháu đã có những thời gian rất là dài
để tìm hiểu. Lúc đầu là tình bạn, sau là tình yêu và đi đến hôn nhân. Và cũng được là sự vun đắp, ủng hộ, giúp đỡ của hai gia đình, ông bà Cường Anh, ông bà Hòa Hương và họ tộc của hai gia đình bên nội bên ngoài. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2020, tức ngày 2 tháng 10 năm Canh Tý. Hai họ, hai gia đình, ông bà Hòa Hương, ông bà Cường Anh đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai con là Hoàng Trung và Ngọc Yến. Cũng xin được báo cáo với các cụ, các ông, các bà, cô bác và các anh các chị là thành phần của đoàn nhà cái chúng tôi đi đưa dâu, cũng được sự ủy quyền của ông bà Cường Anh. Chúng tôi gồm có tôi tên là Nguyễn Văn Long, là hàng xóm láng giềng của gia đình ông bà Cường Anh, cùng với bà La là phó đoàn đại diện bên nội, và các ông, các bà, các bác, cậu mợ, chú gì đại diện cho bên nội, bên ngoại của gia đình ông bà Cường Anh đưa cháu về làm dâu con gia đình ông bà Hòa Hương. Cũng xin được rất vui mừng phấn khởi là đoàn chúng tôi đi đến nơi, về đến thốn, và sang đây cũng được sự tiếp đón rất là nồng hậu của các cụ, các bà, cô bác và các anh chị của đoàn nhà trai. Và trước khi giao cháu Ngọc Yến về làm dâu con gia đình ông bà Hoàng Hương và con cháu họ tộc của các cụ nhà trai, thì cũng xin được gửi lời kính chúc tới các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý của gia đình nhà trai cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và chúc cho hai cháu Hoàng Trung và Ngọc Yến sống trăm năm hạnh phúc bên nhau. Còn lần nữa cũng xin được thay mặt cho đoàn nhà gái xin được cảm ơn rất nhiều tình cảm cũng như là sự đón tiếp rất là nồng hậu của các cụ, các bà, cô bác và các anh chị của nhà trai đã dành cho nhà gái của chúng tôi hôm nay. Và chúng ta sau đây thay mặt các đoàn chính thức bây giờ giao cháu Ngọc Yến chính thức làm dâu con gia đình của bà Hòa Hương và cháu của họ tộc các cụ bên là nhà trai. Vâng, xin cảm ơn ơn ý kiến của ông đại diện dì đoàn nhà gái đã có ý kiến phát biểu và giao thông, cũng thay mặt cho gia đình họ nhà trai chúng tôi xin nhận. Và cũng từ giờ phút này chúng ta chính thức là hai gia đình tương lai, và các cháu sẽ là dâu huyện thể thảo của đôi bên gia đình. Tôi cũng thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin chúc cho các cháu trăm năm bình viên mãn, chọn đời những thân thế, thì lúc thầy họ chúng ta đoàn kết với nhau để cùng các cháu xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn. Và ngay sau đây xin tiếp đạo đi mời bà ông Hòa là cha thân thiết các cháu, sẽ đưa hai cháu lên làm lễ kính bái tổ tiên, và xin giới thiệu bà Hương là mẹ của cháu, thế nên đưa các cháu đi ra phòng. Xin tiếp đạo mời hai bà. Thank you.
trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường sáng soi, vội mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta sống cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khó xeo nêu. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Kính mời ông bà Hòa Hương sẽ cùng quay trở về tiếp đón đoàn đại biểu của họ nhà gái sang dự buổi hôn lễ hôm nay. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng chào đón hai gương mặt, hai người mà tất cả chúng ta, mọi người về đây đều dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình sẽ đưa cô dâu chú rể bước lên sân khấu để chào đón toàn thể quý vị và các bạn có mặt trong buổi hôn lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mến. Ngày hôm nay là ngày vô cùng vinh dự của đôi bạn trẻ Ngọc Yến và Hoàng Trung. Giây phút này đây, hai bên gia đình, bên đưa bên đón. Và đúng là chắc thanh thì nhờ bởi trời trong, thương nhau nhờ bởi tấm lòng để thương. Ra về lòng mãi vẫn vương, đêm nằm tơ tưởng nhớ thương người tình. Và hôm nay hai họ gia đình bên đưa bên đón để mình về bên ta. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại diện cho đoàn đại biểu của họ nhà trai, có ông Châu là vị trưởng đoàn, một người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không kém phần long trọng, một người cũng luôn vun sới xây đắp cho cuộc hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Long là vị trưởng đoàn, đoàn đại biểu của họ nhà gái đã đưa cô dâu chú rể về buổi hôn lễ hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin được tuyên bố buổi hôn lễ chính thức bắt đầu. Thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, đây là ngày mà cô dâu chú rể của chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Hôm nay họ vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào trước không gian tươi đẹp tại thị trấn Sơn Dương, nơi mà chú rể và cô dâu đã khôn lớn và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, cùng với sự tác động của điều kiện xã hội. Lúc này đây họ đã chính thức đã trở thành những người trưởng thành và được cha mẹ đôi bên để cùng tiến hành nghi lễ tổ chức buổi hôn lễ hôm nay. Ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin để trân trọng giới thiệu và kính mời bác Long là vị trưởng đoàn, đoàn đại biểu của họ nhà gái có ý kiến phát biểu chào dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác và các chị, kính thưa các vị khách quý của gia đình họ nhà trai, cũng nhờ mái ấm tổ đường, gia đình ông bà Cường Oanh sinh hạ được cháu Ngọc Yến, và cũng nhờ mái ấm tổ đường
ông bà Hòa Hương sinh hạ được cháu Trung. Trải qua quá trình nuôi các con khôn lớn trưởng thành trên bước đường học tập, công tác và làm việc, hai cháu đã tìm hiểu nhau có thể nói là một quãng thời gian rất là dài. Lúc đầu là tình bạn, sau là tình yêu, và hai cháu đã thống nhất đi đến hôn nhân. Đoàn chúng tôi đến với hội hôn của đoàn nhà trai cũng được đoàn nhà trai tiếp đón rất là chu đáo, ân tình, và chúng tôi cũng xin được thay mặt cho đoàn nhà gái đưa cháu Ngọc Yến về làm dâu con gia đình, xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà, cô bác, các anh chị và các vị khách quý của gia đình nhà trai cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và chúc cho hai cháu Hoàng Trung, Ngọc Yến sống trăm năm hạnh phúc bên nhau. Và sau đây thì cũng xin được thay mặt cho đoàn nhà gái đưa cháu Ngọc Yến về làm dâu con gia đình ông bà Hòa Hương và là con cháu của các cụ nội tộc nhà trai, xin được chính thức giao cháu Ngọc Yến cho gia đình ông bà Hòa Hương và các cụ công các bà họ nhà trai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tình cảm cũng như là sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cũng như là sự đón tiếp chu đáo ân cần của các cụ công các bà, cô bác, các anh chị và các vị khách quý của gia đình nhà trai đã dành cho gia đình nhà gái chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác Long rất là nhiều. Vâng, như ý kiến của bác thì chúng ta đã biết là sau một thời gian tìm hiểu của đôi bạn trẻ Ngọc Yến và Hoàng Trung thì hai bạn đã có ý kiến báo cáo với gia đình hai bên, và cha bác hai bên gia đình đã tiến hành các nghi lễ từng bước theo phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Và hôm nay đã là đến ngày đẹp, ngày mà hai bên gia đình sẽ cùng long trọng tổ chức buổi hôn lễ cho đôi bạn trẻ. Còn bây giờ, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Châu sẽ có ý kiến phát biểu nhận dâu cũng như là báo cáo kết quả quá trình đi đón dâu của họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho hai họ bốn bên, thưa ban tổ chức, thưa toàn thể các quý vị, tân quý khách có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Hoàng Trung và Ngọc Yến hôm nay. Cũng như ban tổ chức đã có ý kiến thì hôm nay hai gia đình chúng tôi đã chọn được cái ngày này nắng chốt tốt để làm thủ tục tác thành cho hai cháu con của mình. Thì đại diện cho gia đình họ nhà trai, tôi xin gửi tới các cô, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị tân quý khách lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc các cao vị có một bữa tiệc thật ngon miệng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác Châu. Xin được thay mặt cho gia đình và ban tổ chức trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều. Ngay bây giờ hai bác sẽ dành một cái bắt tay thật chặt và trân trọng cảm ơn hai bác. Quý vị và các bạn hãy cùng vang lên một tràng pháo tay nữa thật lớn để trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng kính mời hai bác quay trở lại bàn tiệc trà để tiếp tục cùng dự tiệc trà và cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của buổi hôn lễ hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là qua chia sẻ của cô dâu chú rể thì ngày hôm nay cái gì thuộc về bản thân mình sẽ đều trao cho nhau hết. Bởi vì cả cuộc đời này từ nay trở đi và mãi mãi mai sau, họ sẽ luôn bền chặt bên nhau. Và một kỷ vật có ý nghĩa vô cùng được biểu trưng như tình yêu bất tận của đôi bạn, đó chính là chiếc nhẫn trong ngày cưới. Chiếc nhẫn vòng tròn, hình tròn, biểu trưng cho vòng tròn. Một vòng tròn không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Hai chiếc nhẫn họ trao nhau cũng giống như hai mắt xích sẽ luôn khăng khít bên nhau để chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc này. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu của chú rể sẽ quay sang nhau chứ ạ. Vâng, tôi có thể là cầm giúp cô dâu bó hoa này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đó chính là một kỷ vật cặp nhẫn cưới xinh xinh. Cặp nhẫn cưới xinh xinh mà cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau. Và chú rể đã đồng tình, đồng ý với ý kiến của ban tổ chức đề ra. Bây giờ xin được mời cô dâu hãy đưa đôi tay của mình lên. Đã có những giọt nước mắt, giọt nước mắt để biểu trưng cho niềm hạnh phúc
sẽ bây giờ và mãi mãi mai sau họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Có lẽ không phải chỉ cô dâu và tất cả những ai ở đây cũng cảm thấy một niềm xúc động, vô cùng xúc động bởi tình yêu hạnh phúc của họ. Bây giờ để đáp lại tình cảm đó, cô dâu sẽ trao lại chiếc nhẫn cho người chồng của mình ở sát ngón út, cặp nhẫn xinh xinh như vòng tròn bất tận, cặp nhẫn xinh xinh được sánh với nhau như một mắt xích không rời, và tình yêu hạnh phúc của họ sẽ mãi bền vững bên nhau. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giờ đây xin mời cô dâu chú rể sẽ bước sang bàn tiệc bánh. Trước hết, cô dâu chú rể hãy thắp lên ngọn nến lung linh, và bên ngọn nến này, cô dâu chú rể sẽ thầm nguyện ước bên nhau hạnh phúc trọn đời và những điều tốt lành nhất. Và ngọn nến đã được thắp sáng lên. Giờ đây, cô dâu chú rể sẽ cùng hướng về ngọn nến và cầu ước những điều tốt lành nhất đi ạ. Vâng, và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể sẽ chung tay nhau để cắt chiếc bánh ngọt này với hai màu đặc trưng, màu trắng. Đó chính là biểu trưng cho sự trong trắng, thủy chung mà đôi bạn đã dành cho nhau từ sự thương yêu cho đến ngày hôm nay và mãi mãi mai sau. Với màu hồng, màu tím, đó chính là biểu trưng cho những sự may mắn, niềm mơ ước trong tương lai, một cuộc sống hạnh phúc, gia đình bền chặt, hạnh phúc. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Quý vị và các bạn cũng không quên một lần nữa dành một tràng pháo tay để chúc mừng cô dâu chú rể. Giờ này đây, xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ tiếp theo với đầy ý nghĩa biểu trưng trên bàn tiệc rượu này. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trên sân khấu lúc này đây, đó chính là những chiếc ly được xếp theo hình tháp và cũng biểu trưng như tình yêu hạnh phúc của bạn, của đôi bạn trẻ của chúng ta luôn luôn ở một điểm cao nhất. Trước hết thì xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng mở chai rượu nhé. Hãy lắc thật mạnh. Theo như nhà sản xuất cho biết thì chai rượu này cứ càng lắc thì bật nút ra, rượu càng bật lên cao bởi có tác động của khí ga. Vâng. Vâng, chai rượu đầu tiên đã được mở ra. Trước hết thì xin được mời hai bạn sẽ rót lên 6 chiếc ly ở trên bàn ạ. Sẽ rót lên 6 chiếc ly ở trên bàn. Vâng, 6 ly rượu này để trân trọng kính mời cha bác hai bên gia đình, mời cha mẹ. Vâng, tạm thời để chai rượu đây xuống đã. Chú rể tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo và sẽ mở nắp chai rượu thứ hai ra đi ạ. Chai rượu này theo dự đoán của nhà sản xuất là có thể lỗi, có thể là lắc mãi cũng vẫn không bật nắp ra. Vâng, tiếp tục lắc có vẻ như là rất đi dự nhiều các đám cưới của các bạn đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì sẽ bật nắp. Vâng, như vậy là nhà sản xuất đoán sai bởi hai chai rượu này đã chính xác, độ chuẩn 100%. Nắp rượu đã bật ra và những ly rượu màu hồng sẽ được cô dâu và chú rể chung tay nhau dâng lên bàn tiệc. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đây họ đang thể hiện sự khăng khít, luôn chung tay nhau sẵn sàng chia sẻ để cùng xây đắp một cuộc sống hạnh phúc gia đình. Những giọt rượu màu hồng được sánh như màu máu của con tim sẽ luôn chảy mãi trong dòng thời gian. Những ly rượu này luôn bốc lên một làn khói trắng bồng bềnh trong không gian, được biểu trưng như tình yêu hạnh phúc của đôi bạn luôn dịu êm. Và lúc này đây, chúng tôi xin được nhờ các anh chị ở bộ phận phục vụ buổi hôn lễ hãy cùng tung lên những cánh pháo hoa, tung lên bầu trời để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho bạn. Âm nhạc hãy đổi vang lên để chúc mừng. Cô dâu chú rể hãy mạnh tay tiếp tục dâng lên ly rượu này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã nhìn thấy một điều niệm cảm xúc đã biểu hiện trên khuôn mặt của ông bà Hòa Hương. Có lẽ giây phút này đây, ông bà cũng đang mơ tưởng lại cách đây mấy chục năm, cũng là cô dâu, cũng là chú rể,
nhưng tất cả sự mơ ước, niềm vui đó sẽ dành hết cho hai người con của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Ngay bây giờ, chúng tôi xin trân trọng kính mời hai ông bà Hòa Hương bước lên sân khấu để chúc mừng hai con. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng bước lên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Uống nước nhờ làm con phải cho cái nhạc hội nghị toàn giá lên một chút. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ nâng hai ly rượu đầu tiên lên để trân trọng kính dâng lên cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết đến câu rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng tình cha nghĩa mẹ thì ngàn đời chẳng phai. Hôm nay ngày hạnh phúc của chúng con, ly rượu này chúng con vô cùng muốn báo đáp công ơn của cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng con khôn lớn trưởng thành. Hai ly rượu tiếp theo xin mời cô dâu chú rể kính dâng lên và trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình đã tác thành trong cuộc hôn nhân hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng hai ly rượu tiếp theo để trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn. Hai ly rượu tiếp theo xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng lên và giây phút ở đây họ không quên xà sẽ thừa hưởng niềm hạnh phúc của mình. Ngay sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể gia đình chúng ta hãy đứng vòng cung một chút và hãy cùng chung tay cạn ly rượu này chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Ngọc Yến và chú rể Hoàng Trung. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai họ gia đình, chúc mừng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin được mời toàn thể gia đình chúng ta sẽ cùng cạn ly rượu này ạ. Vâng, một hình ảnh rất đẹp. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất là nhiều đã dày công vun sới xây đắp và đã rất nhiệt tình, và đặc biệt giây phút ở đây hai bác cũng đã dành thời gian đến để chia sẻ chúc mừng hạnh phúc cho hai người con, hai người cháu của họ tộc hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai bác quay trở lại mặt tiền trà để tiếp tục cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của buổi hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Hòa Hương sẽ có một phần quà để dành tặng cho hai người con của mình. Vâng, đây là một món quà sẽ vô cùng ý nghĩa. Vâng, một món quà vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi thấy là một chiếc kiềng rất là đẹp bằng kim loại. Vâng, không phải kim loại bình thường mà bằng vàng hả thôi ạ. Nhưng tôi nghĩ ở đây vàng vô cùng có giá trị, vô cùng có ý nghĩa rồi. Nhưng tôi nghĩ những tấm lòng vàng, những tình cảm của cha mẹ là điều thiêng liêng và quan trọng và giá trị hơn cả. Đây, phần quà này mẹ xin dành cho con, người con dâu yêu quý, và từ ngày hôm nay con đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Mẹ muốn con cũng sẽ luôn hạnh phúc và con sẽ luôn là người phụ nữ trưởng thành như cha như mẹ. Xin để thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn ông bà rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà Hòa Hương rất nhiều đã dành những tình cảm chúc mừng hai người con của mình và đã có một phần quà vô cùng ý nghĩa. Ngay sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời người em gái của cô dâu sẽ cùng bước lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Vâng, xin được mời hai em trai đó. Vâng. Vâng, không phải chụp ảnh bình thường mà các em đều có những phần quà, có phần quà để dành tặng cho anh chị, đặc biệt là người chị dâu của gia đình. Và kể từ ngày hôm nay chị em ta đã là một thành viên chính thức trong gia đình, và chúng ta sẽ luôn hạnh phúc quây quần bên nhau để cùng chung tay xây dựng một mái ấm gia đình.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly.
ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Niềm tin bên nhau dâu tắt biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chim câu thủy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi.